Em tên là Nguyễn Duy Năng, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp em là em hớt tóc nam. Còn mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Oanh và em đến từ Sóc Trăng. Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up và thợ uống tóc. Em năm nay 24 tuổi, em có một bé trai được 4 tuổi. Vậy hả? Dạ. Cái chuyện mà các em quen nhau chắc chắn là nó sẽ dính líu gì đó đến tóc, đúng không? Lần đầu tiên mà hai chồng quen nhau thì lúc đó thì em mới có 15-16 tuổi à. Cái hai vợ chồng cứ xem radio á, cái em mới gọi điện em yêu cầu cái nhạc. Xong rồi cái anh này ở Đồng Tháp say rượu mà, nhưng mà vẫn bấm được số điện thoại của em. Xong rồi điện làm quen, nói chuyện được khoảng vài lần. Xong rồi cái khoảng 1-2 năm sau gì đó, cái ảnh điện thêm một lần nữa. Lúc đó là anh có người yêu rồi, chia tay buồn bã gì đó không biết nữa. Thời gian sau nữa thì xuống quê em ở Sóc Trăng á, hẹn gặp nhau. Nhà thì em nói mẹ là: mẹ ơi, con quen cái anh ở Đồng Tháp nha, ngày mai là anh nói xuống nha. Cái mẹ nói là: mày coi chừng nghe, coi chừng cái thằng nào nghe nó giả bộ nó quen mày, nghe nó bán qua Trung Quốc luôn. Chị muốn hỏi em là khi em gặp á, em nhìn cái đôi mắt buồn của anh, em ấn tượng cái gì? Không, em có là em lần đầu tiên gặp không? Em nhìn cặp lông mày em sợ. Biết nữa thế rồi, đúng không? Thích không nè, bây giờ thích không? Gặp là thích liền không? Mẹ của anh cũng đi theo nữa. Mẹ em nói là đó, mẹ chưa đi chơi, cái chở mẹ theo chơi cho biết cầu Mỹ Thuận rồi cầu Cần Thơ rồi với anh. Với lại một phần trên đây là mẹ cũng đang kiếm vợ cho em, cho mẹ cố tình nói đi theo chơi chứ không biết sao. Chủ yếu là đi muốn coi mắt cô này. Dạ. Còn em gặp cô này thì em có thích liền không? Nói chung là cũng được đối với em đó. Được phải không? Vợ em rủ em với mẹ em về nhà vợ em chơi. Khi mà về á, về trên nhà em nè, cái mẹ nói là: ừ, nhỏ đó được đó mày. Xin hình đi về nó. Đồng ý đi. Rồi xong mẹ với mẹ nói chuyện với người ta. Tại khi dưới em về em có cầm thêm một tấm hình của vợ em. Về cái anh chị nhìn vô nó: ừ, nhỏ này được được, cái cứ thúc thúc em vô. Dạ, nếu em vô rồi lúc đó em cũng đồng ý rồi. Gặp vài lần sau là cưới đó. Như vậy gặp lần thứ mấy thì mới muốn cưới? Gặp hình như lần thứ ba là cưới rồi. Dạ, khoảng 3 tháng là cưới luôn. Đến lúc đám cưới tụi em còn nguyên á. Để ta hỏi lời, ta hỏi gà đi. Rồi bây giờ nè, vậy là hai đứa chưa có gì gọi là đi lố đà. Dạ đúng rồi. Vậy chắc chắn cái đêm tân hôn chắc vui lắm hả? Dạ, đêm tân hôn nói chung là vui thì cũng vui, nhưng mà tại vì mình làm đám mà mấy ngày liên tiếp anh mệt rồi vô hai chồng mà anh em mới ngủ. Rồi đó tóm lại là mệt. Là không có đêm tân hôn. Là đêm đó không có tân hôn. Không có làm ăn gì được. Có cũng rồi mẹ đâu cho đâu, tại vì có nghĩa là sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đêm thứ mấy? Sau đám cưới bao nhiêu ngày? Một tuần á anh. Một tuần? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? Cắm treo một tuần mà em chưa được ăn. Dạ. Vui không? Thực hiện móc ôm đâu cho đâu. Em nằm sát vô vách không à. Cái xong cái mấy dì với bà con của anh Năng ở nhà chơi á, cái mới nói là: ở trời, có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó, sao không cho mà đạp xuống sàn đó. Xong cái giờ hai vợ chồng chia tay rồi mới cưới được mấy ngày hả? Trời đất ơi. Cái nghe nói cái em sợ. Em sợ cái tối lại đụng cái em mới cho, chứ thôi là dứt khoát không cho luôn. Trời ơi. Rồi, như vậy là sau khi đám cưới về, tại vì tụi em không có cái thời gian gọi là yêu nhau, tìm hiểu nhau, với lại cũng là mới lớn nữa, mới làm dâu nữa, cho nên trong nhà trong cửa có cái gì không? Mới đầu thì cũng hơi mệt, lúc đó thì em chưa có mở tiệm, chưa có làm tóc, em phải đi làm thuê cho người ta. Còn anh này thì lúc đó thì ảnh cũng đi làm, cũng đi làm thuê công nhân nữa. Chủ nhật mới gặp ảnh được thôi, mà ban ngày thì em đi làm rồi, em không có nhà. Mà ban đêm về thì ban đêm là ảnh đi làm mất tiêu rồi, không có gặp. Khoảng thời gian mà em đang mang thai em bé khoảng 2 tháng, vợ chồng cự cãi nhau rồi cái em dặn em bỏ về quê, về nhà ba mẹ em. Mẹ em đi xe đò từ Đồng Tháp mà đi xe đò về Sóc Trăng ha. Bạn em cứ khóc suốt luôn gì nè. Khi khóc suốt về nhà mẹ hỏi: mày đi đâu rồi, xách đồ đạc nhấp hết trơn à? Vợ chồng con mày đâu? Cái em mới nói là em với anh cự lộn, em buồn quá em đi về. Mẹ la, mẹ nói là tại vì con gái á, mẹ gả đi rồi. Anh chị xui mà có điện á, nói gì hoặc là gửi về sau đó thì ba mẹ nhận, chứ anh chị xui chưa nói tiếng nào hết. Mẹ không cho về. Hoặc là mẹ cho về khi nào mà có hai vợ chồng thuận thảo vui vẻ. Xong rồi về rồi cũng... về cũng hòa thuận lại về với nhau. Về cũng bị la. Rồi có khi nào hai vợ chồng cự cãi rồi đánh lộn nhau không? Cũng có. Dưới quê nhiều lắm. Có anh. Có đúng không? Dạ. Còn mỗi lần đánh ai thắng? Ảnh thắng. Em mất ước đụng vô em là em khóc mất tiêu rồi. Vậy hả? Sao mà như... sao đánh vậy? Trong khi tính em hay nóng, vợ em thách em á, đánh đi ô, nóng lên thì cũng có tán vợ về bạc tay. Trời ơi, tát về bạc tay.
Tại vì cái tính gia trưởng em thì em không thích theo cái thời xưa mà nó gì. Tính em là em không có chịu nổi cái gì mà để trong bụng mình phải nói ra hết. Nói ra hết đi xong rồi muốn nói em lại gì thì nói. Tính em thì cũng hay ít nói anh. Vợ em thì hay nói nhiều. Ngồi nói em hoài thôi, khi mệt thôi em quạo cái em giận bập lên. Nhưng mà bây giờ còn bụp không? Không, giờ đỡ rồi, cũng kinh nghiệm được dần. Giờ nói chuyện lại rồi, chứ hồi trước mà lấy ảnh về tối ngày không nói chuyện. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hiện tại em lấy nhau được cũng được 6 năm ạ. Như vậy trong 6 năm qua, tật xấu của vợ em có nhiều không? Nghiện Facebook nè. Nghiện Facebook. Dạ, với lại xem phim tập mà xem phim tới 1-2 giờ phim. Nghiện phim. Dạ, hay tin người, đôi khi khách vô làm á, người ta nói xấu về em á, vợ em cũng tin luôn. Trời ơi. Mình nói chuyện khoảng vài câu cái bắt đầu cái ổng nói ngang mình hoặc là ổng giận dữ với mình đó. Cho nên là khách bắt gặp những lúc đó, cho nên là khách nói liền, khách nói là trời chồng cô khó tính quá, hoặc là chồng cô chắc cọc cằn với cô dữ lắm. Nhưng mà cái đó là đâu có gì đâu, phải là nói xấu, đó là góp ý xây dựng. Rồi giờ tới em đó. Rồi tới em đúng không? Ở em khui đó nghe. Nói chung thì ảnh chỉ có một cái tật xấu thôi là chơi game thôi. Chơi game suốt rồi đâm ra những cái chuyện nhưng mà bị trầm cảm luôn đó. Không nói chuyện, cứ tối ngày bấm vô nè, xong rồi cái cứ chửi cái gì hoặc là nói gì trong đó. Khi mà mình bận con chuyện gì đó mình nói anh ơi, giữ bé giùm em hay đút cơm cho con ăn giùm em. Mệt quá à, làm đi. Ổng thì ổng có hai cái vũa dơ nha. Mỗi lần cái ông móc luôn mũi xong là cái đầu chét vô. Mà chuyên gia luôn, em là cứ te tua hết trơn. Quần áo tay chân bất cứ đâu hoặc là cái gì dơ mình mấy ông dơ phải không? Bắt đầu ổng chét giấy chét xong ổng chét cho mình của em là suốt luôn vậy luôn đó. Có tặng bông, tặng hoa gì cho vợ, tặng quà, tặng bông, dạ, tặng không. Hoa. Anh Năng thì hồi trước giờ thì cái lãng mạn này chưa có. Đôi lúc cũng muốn ổng tặng hoa, tặng quà cho mình. Giống như là ngày sinh nhật của mình nói nhẹ thôi, không nói chuyện được rồi chút qua điện thoại cũng được. Cuối cùng không, không có nói tiếng nào. Không tặng bông, không tặng bánh luôn. Dạ không. Anh tệ quá vậy anh. Lý do là do mắc cỡ phải không? Hình như vậy đó anh, đúng. Tại vì con trai ở quê cái vụ là mắc cỡ. Thôi em ơi, em binh vừa phải không thôi. Em có dưới quê không? Có, tôi quê lạc mà. Vậy tại sao em đâu có giống như anh này? Không phải, em lãng mạn mà lố luôn á. Nhưng mà binh thôi, bắt người ta sửa đi chứ binh gì. Chưa đi, chút mới phải khuyên. Rồi ví dụ như là mỗi lần đi ăn tiệc mà đi bên cạnh em thì có trưng diện đồ không? À không, em cũng làm nghề tóc mà lúc nào mình ra mình cũng sửa sạn từ trên xuống dưới. Còn ổng ha, ổng đi theo mình ổng mặc không bao giờ mang giày luôn, mang dép bình thường không, rồi mặc quần áo phải không, áo thun cá sấu bình thường, áo thun bình thường đó, quần tây, quần jean. Nhiều khi mà mấy cái quần jean mà cũ nó rồi nó ổng bỏ qua đi cũng một hai cũng mặc lại, mà trong khi vợ đang diện đồ đẹp nè, mặc đầm mặc quấy nhìn qua ổng qua đây nhìn thấy quải chậu luôn đúng không hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà khi mà đi một mình á thì cứ cầm cái lượt chải hoài một mình thì chứng diện, nhưng mà đi với vợ thì xề xòa. Ông chịu là ông chịu sửa sạn. Nhiều lúc sợ người ta nói trời con vợ mày đâu sửa sạn quá trời mà chồng không sửa sạn. Nghe khó chịu quá, phải hỏi liền sao kỳ vậy em? Sao vậy? Đi chung với vợ không phải là không sửa soạn nhưng mà cũng được. Những cái chuyện mà em đi một mình á, nó cần vô những cái chỗ mà lịch sự. Dạ. Không phải. Dạ. Không có. Vô những cái chỗ lịch sự thì phải cần ăn mặc đồ nó... Chỗ lịch sự theo em mặc đồ đàng hoàng là đi đâu? Giống như đi họp, tại em cũng có làm ở ngoài xã này cũng làm nhân quân. Tức là khi đi họp. Nhân đây thì em muốn Năng thay đổi điều gì? Chỉ cần ảnh hay nói chuyện với em hoặc là bớt chơi game lại rồi dành thời gian cho vợ cho con, chơi với con là được rồi. Con em có nghiện game không? Dạ cũng bắt đầu luôn. Nó rồi có đó. Thích coi máy tính bảng không? Dạ, coi suốt không? Ngày luôn. Và khả năng bị cận thị rất cao nhé. Dạ. Và bởi vì ba nó không bỏ thì làm sao? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Em muốn dạ. Con em không cầm điện thoại thì trước tiên em đừng bao giờ cầm điện thoại trước mặt con mình. Dạ. Nói hay lắm. Tôi tự hào chưa bao giờ cầm không... điện thoại trước mặt con tôi. Đâu ra cá vậy? Không? Hả? Không. Cá không? Tôi thấy ông live stream cái ông... Lâu lâu thôi. Hả? Đó, rồi tới em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn vợ em là coi phim thì khoảng có giờ giấc là tranh thủ ngủ. Với lại là muốn vợ đừng có tin người quá là được. Như vậy thôi anh. Đừng tin người quá, dạ. Đừng cả tại tin vì quá. Ở ngoài không có ai tốt đâu, người trong nhà chỉ tốt trong nhà, ở ngoài ta nói xấu vô không à. Bây giờ vậy nè, cái cặp này á là tình con là năm nay mấy tuổi rồi cưng? Dạ con em 4 tuổi hả chị? 4 tuổi là cái dạ. Như anh Thuận anh nói là cái xác suất mà để bé cận thị thì có bộ hơi bị nhiều. Đúng vậy. Dạ. Bởi vì nếu chơi với mẹ thì phải ngồi dí mắt vô màn hình hoặc là điện thoại hoặc là truyền hình để coi phim. Dạ. Đúng không? Còn qua chơi với ba thì cũng phải dán mắt vào điện thoại để mà chơi game. Thành ra là
cái nhu cầu của cháu sẽ là bị hướng theo ba mẹ thì là sẽ rất là mâu cận. Yeah. Đó là một cái thứ hai nữa là bạn này á thì có một cái điều mà chắc tới bữa nay mới kiểu mà nói ra nói rất là thật, mắt rơm rớm là bớt coi phim đi. Tại vì sao biết không, em coi phim nhiều thì bạn này sẽ có một chút chạnh lòng là sao nè, nè ví dụ như nè, ở trong phim thì có nhiều những nhân vật có những cái ông chồng rất là ga lăng, rất là này kia nọ, đúng không? Và vợ thì cứ mắt chữ O miệng chữ A rồi say đắm nhìn, hiểu không? Cái kiểu vậy thì tự nhiên chồng cũng có một phút chạnh lòng nữa. Sao kỳ vậy, tôi cũng chồng tôi ngồi đây mà lo dòm truyền hình nó khen chồng đó. Ai không à, chứ không khen mình à, ví dụ vậy. Đó là một, có một cái cảm giác chắc chắn nó sẽ thoáng qua như vậy. Ừ. Đúng không? Đó. Rồi còn bên đây á thì vợ á thì cũng chạnh lòng giống như em vậy đó. Dạ. Có nghĩa ủa sao kỳ vậy ta, sao đi với mình bộ mình cũng đâu phải là trời mình đẹp mà mình biết ăn biết diện, mà lý do gì tại sao mà chồng đi với mình không bao giờ ông cảm thấy là ông không có thích khi mà đi với mình, ông không có cứ hãnh diện khi mà đi với mình hay sao, ông cứ cảm giác ông đi là đi đang cho có, ví dụ vậy. Cái cảm giác đó đối với người vợ nó rất là đau lòng. Dạ. Đó, đau lòng lắm, là tại vì không phải chồng mình không biết diện, chồng mình biết diện mà tại sao khi đi mình không diện. Đó là hai cái mà sẽ có những lúc các bạn sẽ thoáng qua như vậy. Mình lấy nhau cũng lâu rồi, mình cũng có con cũng 4 tuổi rồi. Yeah. Thì chị thấy là cái thời gian mà các bạn cảm thấy gần như vợ chồng là một thói quen, nó đến nhanh quá, đúng không? Đối yeah. với các bạn. Yeah. Tại vì nó mới chỉ là 6 năm, con thì mới có 4 tuổi. Người ta mấy chục năm người ta bên cạnh nhau thì lúc đó nó mới là thói quen. Còn bây giờ vẫn phải là sự khát khao, sự đam mê khi mà hai vợ chồng được ở bên cạnh nhau. Thì các bạn phải làm sao á, trong cái không khí gia đình bạn phải là như vậy. Thực sự cái người phụ nữ Việt Nam á, gần như là 10 người như một á, lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng không dám sống thật với cảm xúc của mình. Giống như cảm xúc của mình á, nhiều khi mình muốn anh trời ơi bữa nay hai mình để con ngủ riêng chỗ đi rồi hai mình không bao giờ dám nói. Yeah. Mà cứ để chồng đón ý á, kiểu như là chỉ mong muốn có một ánh mắt hay là một cử chỉ, một cái gì để cho chồng hiểu, nhưng chồng không bao giờ hiểu điều đó. Chồng chỉ sống bằng cảm xúc và bằng cái đòi hỏi của bản thân mình thôi. Thì thành ra là các bạn có một cái cơ hội là các bạn lên đây, các bạn tham dự với chương trình. Yeah. Thì các bạn sẽ xem nhiều những cặp vợ chồng khác và từ đó mình đúc kết ra những cái mà mình nên thay đổi cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó thú vị. Tại vì cái cuộc đời của mình nó nếu mà nói là dài thì cũng dài, mà nếu mà ngắn thì cũng nói là ngắn được. Đó cho nên lúc nào mà còn được ở bên cạnh nhau, còn được gần nhau thì phải tận hưởng hết và mang cho nhau thực sự những điều hạnh phúc. Cái đó là chị cảm thấy như vậy để đôi mắt của bạn bớt buồn đi. Cũng giống như em nói đó, em cũng rất muốn có một sự lãng mạn ở anh này. Cái gì hôm nay đến với chương trình em có thể gửi đến cho cô ấy một lời nói lãng mạn hay một cử chỉ gì đó thật lãng mạn, tình hay cảm quá. Với vợ mình ấy. Hay quá anh Bin, hay quá anh Bin, hay quá. Đó, nói đi. Anh chị em có nhìn đâu. Không nhìn đâu, nhưng mà em không khán giả nhìn thôi. Nói thêm cái gì nữa đi. Để nói là cố gắng thay đổi những cái tật xấu của anh. Ra ngoài cũng vậy luôn nha. Rồi thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Có bao giờ nói anh yêu em chưa? Hình như chưa. Rồi nói đi, nói còn chờ gì nữa. Anh ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái đà để cho mà những lời nói yêu thương, những cử chỉ thật lãng mạn sẽ đi đồng hành cùng với hai vợ chồng của em. Rồi, mắc vui rồi đó. Đó,